Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 23 tháng 8 2021 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có tin phân tích chính trị Hoa Kỳ và tin tài liệu. Để mở đầu, Thanh Trang xin gửi đến quý vị theo dõi Xã hội chủ nghĩa trong chính trị Hoa Kỳ do Nguyễn Kim biên soạn, chương trình do Võ Thiện Toàn, Trí Tôn và Thanh Trang thực hiện. Sau gần một tháng tranh luận, dự luật hạ tầng cơ sở đã được biểu quyết với tỷ lệ 69-30 tại Thượng viện trưa hôm nay, thứ Ba 10 tháng 8. Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu chống vì họ quan tâm tới vấn đề lạm phát, vấn đề gây gánh nặng cho người đóng thuế và cho thế hệ tương lai. Thượng nghị sĩ Hatchety, Republic Tennessee nói, các chính trị gia ở Washington muốn lợi dụng dự luật hạ tầng cơ sở để mua phiếu, nhưng điều đáng buồn là con cháu của chúng ta sẽ phải gánh nợ. Dự luật hạ tầng cơ sở cho chính quyền liên bang toàn quyền quyết định trong việc thực hiện những dự án đầu tư vào việc phát triển công nghệ trong tương lai, phát triển Internet tốc độ cao, xe điện, chống biến đổi khí hậu, trợ cấp gia cư, chăm sóc người già, trẻ em, v.v. Đây là hình thức định hình hướng đi của chủ nghĩa tư bản mà Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn, Republic Tennessee, gọi là đường dẫn đến xã hội chủ nghĩa. Thượng nghị sĩ Blackburn nói, tôi không thể ủng hộ dự luật này, gọi là dự luật hạ tầng cơ sở nhưng thật ra chỉ có 9% dành cho tái thiết và phát triển hạ tầng cơ sở. Toàn bộ còn lại của 1.200 tỷ là dành cho năng lượng xanh và vấn đề an sinh xã hội, không liên quan gì tới hạ tầng cơ sở. Đây là đường dẫn đến xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, dự luật hạ tầng cơ sở cần một ngân sách quá lớn mà không có kế hoạch tìm nguồn vốn, hoàn toàn tùy thuộc vào tiền thuế của người dân, nhưng nó vẫn bị thiếu hụt và con cháu của chúng ta sẽ phải trả nợ. Sáng thứ Hai ngày 9 tháng 8, Thượng viện đã công bố sẽ chi 107 tỷ Mỹ Kim từ ngân sách dự liệu cho việc ân xá di dân bất hợp pháp. Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Republic Arkansas, đã lên tiếng báo động, chúng ta đang có cuộc khủng hoảng lịch sử tại biên giới, không thể ân xá cho hàng chục triệu di dân bất hợp pháp được. Tất cả những người quan tâm tới đất nước cần yêu cầu đảng Dân Chủ ngưng đưa lệnh ân xá vào ngân sách dự liệu, mở rộng biên giới cho di dân xâm nhập vào Hoa Kỳ trái phép và sau đó cho ân xá, cho quyền công dân, cho hưởng đầy đủ an sinh phúc lợi và được bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử là chủ trương của đảng Dân Chủ và cũng là chủ trương của đảng Dân Chủ xã hội chủ nghĩa, Democratic Socialists of America, DSA. Nhóm dân biểu xã hội chủ nghĩa. Bài viết của phóng viên Diamond Nagasil đăng trên NBC News ngày 8 tháng 12, 2018. Đã đưa ra một điểm rất quan trọng về kết quả bầu cử năm 2018. Lần đầu tiên, nhiều thành viên chính thức của Đảng Dân Chủ Xã hội Chủ nghĩa Hoa Kỳ đã đắc cử vào Quốc hội và một số chức vụ quan trọng cấp tiểu bang, quận hạt, khu học chánh và thành phố. Hai dân biểu Ocasio-Cortez, Democrat New York và Rashida Tlaib, Democrat Michigan đã công khai tự xác nhận họ là thành viên của đảng DSA và họ đã tranh cử với lời hứa dựa trên chủ trương của đảng DSA. Khi được hỏi về mục tiêu của đảng DSA, Ali Cohn, một thành viên lãnh đạo của đảng này nói, chúng tôi hoạt động trên căn bản làm những gì tốt nhất cho công dân, những gì tốt nhất cho con người. Chúng tôi hoạt động để đưa Hoa Kỳ theo xã hội chủ nghĩa. Sau đây là một số vấn đề ưu tiên của đảng DSA. Thứ nhất, chấm dứt tài trợ ngành cảnh sát. Thứ hai, xóa bỏ biên giới, hủy bỏ lực lượng kiểm soát biên phòng, ICE. Thứ ba, yểm trợ một hệ thống nghiệp đoàn mạnh mẽ để thương lượng quyền lợi cho công nhân. Đảng DSA có khả năng thực hiện những cuộc biểu tình, đình công trên toàn quốc. Thứ tư, tăng lương tối thiểu lên tới 15 Mỹ Kim cho một giờ làm việc. Thứ năm, đòi hỏi bảo hiểm sức khỏe miễn phí, nhà ở miễn phí, đi học đại học miễn phí, v.v. Thứ sáu, tranh đấu cho công lý, bao gồm chống biến đổi khí hậu, chống bất công và chống chiến tranh. Đảng DSA đòi hỏi miễn phí tất cả mọi thứ. Khi được hỏi lấy tiền từ đâu để cung cấp mọi thứ miễn phí, thì câu trả lời là tăng thế người giàu. Đây là hình thức xóa bỏ thành phần giàu có trong xã hội để đi vào con đường xã hội chủ nghĩa. Cuộc bầu cử năm 2018 chỉ có hai dân biểu xã hội chủ nghĩa được đắc cử. Tới năm 2020 đã có thêm hai dân biểu xã hội chủ nghĩa nữa. Nhóm này gồm có các dân biểu Ocasio-Cortez, Democrat New York, Rashida Tlaib, Democrat Michigan, Jamal Bowman, Democrat New York và Cori Bush, Democrat Missouri. Nếu nhóm dân biểu xã hội chủ nghĩa tiếp tục tăng gấp đôi, thì chỉ 10 năm nữa nhóm này sẽ trở thành đa số trong Hạ viện.
họ sẽ có cơ hội thực hiện tất cả những yêu sách của đảng Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa, và đảng này sẽ tiến tới đoạt quyền lãnh đạo đất nước. Joe Biden đã nhiều lần nhượng bộ trước áp lực của nhóm dân biểu Xã Hội Chủ Nghĩa. Cụ thể là thứ Ba, ngày 3 tháng 8, Joe Biden đã phải gia hạn tiền trợ cấp mướn nhà sau khi ông ta đã tuyên bố là không thể tiếp tục gia hạn. Trước đây, vào đầu tháng 5 vừa qua, dân biểu Ocasio-Cortez và nhóm của cô ta đã lên tiếng chỉ trích Joe Biden không nhận thêm người tị nạn. Mấy ngày sau đó, Joe Biden đã phải mau chóng đồng ý tăng số người tị nạn được phép nhập cư vào Hoa Kỳ từ 15.000 tới 125.000 người cho mỗi năm. Trong một cuộc phỏng vấn với Breitbart News ngày thứ Bảy vừa qua, cựu Ngoại trưởng Pompeo đã nói chính quyền Biden nhận 125.000 người tị nạn tới từ khắp nơi trên thế giới và không ngăn cản những người đến từ các quốc gia khủng bố là nguy hại cho an ninh quốc gia. Di dân được tự do vượt qua biên giới là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự sống còn của Hoa Kỳ. Joe Biden đã thất bại và sẽ còn tiếp tục thất bại, tiếp tục bị áp lực của nhóm dân biểu Xã Hội Chủ Nghĩa. Xã Hội Chủ Nghĩa đã thất bại tại nhiều quốc gia. Đảng viên của đảng DSA đã tăng tới 1.000% kể từ năm 2014. Tài liệu của đảng DSA cho hay sự đắc cử của dân biểu Ocasio-Cortez đã thu hút giới trẻ gia nhập đảng DSA. Đảng viên đã tăng mạnh từ con số 8.500 của năm 2016 lên tới 80.000 trong năm 2018 và năm 2020 đã tăng lên gần 100.000 đảng viên. Hiện nay, đảng DSA là đảng Xã Hội Chủ Nghĩa lớn tại Hoa Kỳ. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy đa số giới trẻ có khuynh hướng nghiêng về xã hội chủ nghĩa vì họ có ảo tưởng rằng xã hội chủ nghĩa là lý tưởng nhất. Nhằm mục đích giúp cho những người trẻ hiểu rõ thực chất về xã hội chủ nghĩa, hai nhà kinh tế Robert Lawson và Benjamin Powell đã sống tại một số quốc gia theo xã hội chủ nghĩa để nghiên cứu, để có thể tận mắt chứng kiến và cảm nghiệm được đời sống của người dân sống dưới xã hội chủ nghĩa. Sau gần 2 năm nghiên cứu, hai nhà kinh tế này đã đúc kết tài liệu nghiên cứu trong tác phẩm Socialism Sucks, Two Economists String Their Way Through the Unfree World. Và họ đã kết luận, xã hội chủ nghĩa là tệ hại, đã gây ra nghèo đói, dẫn tới cái chết của hàng triệu và hàng triệu người. Tổ chức Heritage Foundation đã phổ biến tài liệu Three Nations That Tried Socialism and Rejected It của tác giả Lee Edwards, nói tới trường hợp ba quốc gia Anh, Do Thái và Ấn Độ đã từng theo xã hội chủ nghĩa từ khi Thế chiến thứ hai chấm dứt. Sau gần 4 thập niên, ba quốc gia này vẫn phải đối mặt với kinh tế tiếp tục bị suy giảm và thất nghiệp thì càng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Singapore, một quốc gia chỉ có 2 triệu dân, đã có nền kinh tế vững mạnh, đã xuất cảng máy móc cho thị trường châu Âu. Cuối cùng, lãnh đạo của Anh, Do Thái và Ấn Độ nhìn ra vấn đề và họ đã quyết định từ bỏ xã hội chủ nghĩa, chuyển sang chủ nghĩa tự do tư bản. Kết quả là những quốc gia này đã trở thành cường quốc như ngày nay. Trong mùa bầu cử năm 2020, xã hội chủ nghĩa được nói tới trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Nhiều diễn giả trong Đại hội Đảng Cộng Hòa đã cảnh báo về xã hội chủ nghĩa. Thượng nghị sĩ Tim Scott, Republic South Carolina, nói nếu để đảng Dân Chủ nắm quyền, họ sẽ biến đất nước của chúng ta thành một xã hội chủ nghĩa. Và lịch sử đã dạy cho chúng ta rằng con đường này chỉ dẫn đến nghèo đói, cùng khổ. Bằng chứng rõ ràng nhất là sau 70 năm theo xã hội chủ nghĩa, kinh tế Nga bị sụp đổ, người dân đã phải xếp hàng dài để mua bánh mì và các nhu yếu phẩm khác. Khối Cộng sản bị tan rã khi Nga không còn khả năng yểm trợ các nước Cộng sản Đông Âu. Nhiều quốc gia đã đổi mới và bức tường Berlin chia đôi nước Đức đã bị phá tung vào cuối năm 1989 để cứu nguy người dân thoát cảnh đói nghèo. Xã hội chủ nghĩa tập trung quyền lực trong tay chính quyền và tăng thuế là giải pháp duy nhất giúp chính quyền có nguồn lợi để cung cấp tất cả mọi thứ miễn phí cho người dân. Khi nguồn lợi cạn kiệt thì chính quyền đành bó tay nhìn người dân vật lộn với từng bữa cơm manh áo. Xã hội chủ nghĩa đã thực sự thất bại tại nhiều quốc gia, Nga, Trung Cộng, Bắc Triều Tiên, Cuba và Việt Nam. Thời gian gần đây, chúng ta đã chứng kiến, sau 10 năm theo xã hội chủ nghĩa, Venezuela, từ một quốc gia giàu có, phong phú tài nguyên nhất vùng châu Mỹ Latin, đã trở thành quốc gia nghèo đói, thiếu lương thực, người dân phải chạy trốn qua nước láng giềng Colombia bằng đường bộ để tìm nguồn sống cho bản thân và gia đình. Quả thực, xã hội chủ nghĩa đã đẩy nhiều quốc gia xuống vực thẳm. Chính Tổng thống Trump đã nói trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2018, nơi nào chủ nghĩa xã hội hay cộng sản xuất hiện, nơi đó sẽ có tham nhũng, đói rách và đau thương tột cùng.
Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Stay DC, cùng nhau vững mạnh bằng cách hỗ trợ quý vị. Cần trợ giúp trả tiền thuê nhà hoặc các dịch vụ tiện ích, thị trưởng Bowser luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Hãy nộp đơn đăng ký chương trình Stay DC ngay hôm nay. Gọi 833-4-STAY-DC hoặc 833-478-2932. Truy cập stay.dc.gov.